Chí thuận lợi từ tuyến hai, nhưng Thái Quy vẫn thực hiện đường chuyền vào trong. Dứt điểm 3-0 rồi. Vâng, phút thứ 63 và đã là 3-0 cho đội Việt Nam. Papio mà nguy hiểm đánh đầu, tỷ số là 1-0 cho câu lạc bộ Hà Nội. Đồ Hùng Dũng. Nếu không nhìn lên bảng điện tử, nhiều người sẽ tưởng tượng đây sẽ là những bàn thắng của một tiền đạo nào đó. Tuy nhiên không chính xác, đây là những pha lập công xé lưới đối phương của một trung vệ. Anh là Nguyễn Thành Trung và nhiều người gọi anh là trung vệ cắm hiếm có của bóng đá Việt Nam. Anh Trung là một người đặc biệt, nghĩa là tôi đến với bóng đá Hà Nội thì tôi là người đã dìu dắt Thành Trung. Và tôi đưa Thành Trung đá cả cho đội Công an Nhân dân từ năm 2015. Và tôi cũng đã nói với lãnh đạo là cầu thủ này sẽ phát triển. Chứ tôi nghĩ là Thành Trung khi đã lên đầu vòng 1650 thì lúc đó Thành Trung sẽ là một tiền đạo. Trung ấy là có một cái sở trường từ lúc em còn U19 cơ. Em luôn luôn là người ghi bàn tham gia các trận đấu và em ghi rất nhiều bàn thắng. Em là một trong trung vệ mà em khi tập dứt điểm em có những lúc em đã được lên đá tiền đạo. Và có những thời điểm em sẽ đá tiền đạo. Đó là những lời tiên đoán về khả năng san bàn của trung vệ người Tuyên Quang, huấn luyện viên Phạm Minh Đức ở thời điểm năm 2017. Và đây chính là câu trả lời của cậu trò xuất sắc của ông một năm sau đó. Thành Trung ghi bàn thắng duy nhất giúp U21 Hà Nội đánh bại U21 Viettel với những Hoàng Đức Đức Chiến ở trận bán kết giải U21 quốc gia năm 2018. Không dừng lại ở đó, Thành Trung cũng là người lập công duy nhất giúp cho Hà Nội lên ngôi tại giải đấu năm đó. Đó là những ký ức ở những giải trẻ của Thành Trung. Và còn ở thời điểm hiện tại, cứ hễ trung vệ màu số 16 ghi bàn là đội nhà lại giành chiến thắng với tỷ lệ là 90%. Dạ, thì cái này thì tùy vào lúc thì em mới lên được tiền đạo thôi anh ạ. Thì không, vị trí sở trường của em vẫn là 11 bàn thắng là con số biết nói về thành tích ghi bàn trong sự nghiệp 4 năm thi đấu ở cả câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia của Nguyễn Thành Trung. Bóng đá Việt Nam hiếm khi chứng kiến một trung vệ sở hữu bản năng săn bàn ấn tượng như vậy. Chứng kiến bàn thắng ở phút bù giờ của cầu trò vào lưới của câu lạc bộ Đồng Tháp, huấn luyện viên Park Hang-seo nở một nụ cười hiếm có trên các khán đài của V-League trong 2 năm qua. Thành Trung với một bộ kỹ năng thiện xạ đa dạng sẽ có thể trở thành một phương án bí mật của tuyển Việt Nam. Điều đáng nói, phương án mới Thành Trung xuất hiện trong bối cảnh thầy Park đang cần nhiều sự lựa chọn ở trên hàng công. Hậu vệ quê Tuyên Quang vừa có thể đem tới chất thép ở hàng phòng ngự không có Duy Mạnh hay Đình Trọng, vừa là vũ khí bí mật cho hàng công vốn chưa tiến bộ trong thời gian qua. Với những thành công ở việc thay đổi vị trí của Trọng Hoàng hay Quang Hải trong màu áo đội tuyển quốc gia, tài phát huy tiềm năng của cầu thủ ở những vị trí mới lạ của ông thầy người Hàn Quốc giỏi đến như thế nào, và người tiếp theo rất có thể sẽ là Thành Trung. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.